dạng 5.1 đến từ thương hiệu Denon, hàng nội địa Nhật, model là Denon M380. Bộ dàn này gồm có một âm ly kim sụt rau, 5 lo vệ tinh và một súp. Bây giờ mình cùng quay gần xem ngoại hình của bộ dàn. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác tham khảo thông số nha. Đây là âm ly kim sụt rau, chiều ngang là 21cm, hậu sâu 30cm, chiều cao là 6cm. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Mình có thể chỉnh hiệu ứng 2CH, 5CH, nghe được 2 lo hoặc là 5 lo, tạo hiệu ứng âm thanh vòm. Mình dùng để nghe nhạc, xem phim, xem đá banh, chơi game và nhiều hiệu ứng giải trí khác. Trên cái thất âm ly kim sụt rau này chỉnh được super bass siêu trầm, chuyển ngõ để kết nối điện thoại, TV, máy tính qua ngõ AV hay còn gọi là ngõ AUX. Và đương nhiên có rất là nhiều ngõ optical dùng giải mã DAC kết nối Max TV qua tín hiệu quang nha. Âm ly này có nhiều công nghệ hiện đại giải mã để mình kết nối xem phim hoặc là nghe nhạc và nhiều hiệu ứng khác nha. Ở trên này thì mình sẽ có 5 lo vệ tinh, mỗi lo như vậy công suất là 80W, nhân cho 5 lo thì công suất tổng là 400W. Chiều cao của 4 lo sụt rau là 14cm, chiều ngang là 10cm. Thất center này chiều cao là 10cm, chiều ngang là 21cm. Bên này là súp đề 5 kèm theo bộ dàn. Bát của súp là 16cm, chiều cao là 42cm, chiều ngang là 30cm và hậu sâu là 18cm, là theo các bài trí em quay ngang nha. Còn nếu mình quay xuôi thì kích thước mình xoay lại giúp em. Công suất của súp này là 120W. Ngoại hình của bộ dàn còn tương đối khá đẹp, đáp ứng tiêu chí nghe nhạc, xem phim và trưng bày cho các bác. Đây có 3 ngõ optical dùng giải mã DC24bit trực tiếp trên âm ly. Kết nối Max TV để xem phim nè, nhất là mình xem đá banh, nghe những cái tiếng đá banh hay là những cái tiếng vỗ tay, hoặc là mình xem phim á, những cái tiếng rơi vỡ hay là những cái tiếng đánh đấm nó sẽ trung thực hơn, hay hơn. Thông thường thì người ta hay ví von rằng sử dụng một bộ dàn 5.1 thì mang cả rạp phim đến căn phòng của nhà bạn, nó cho hiệu ứng âm thanh rất là trung thực, rất là sống động để mình giải trí nha. Rất là nhiều ngõ in out để kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đây có rắc dây lo zin theo máy luôn nha, đầy đủ combo. Công suất của âm ly kim sụt rau là 70W. Thông thường á, 70W là của một kênh, thì mình có 5 kênh thì mình cứ nhân ra 5, đó là công suất phù hợp và của nhà sản xuất đề ra. Nên các bác được thắc mắc vì sao âm ly chỉ có 70W mà lo lên tới 400W, thì tại vì nó đa kênh mà. Đây là góc cạnh của những lo vệ tinh, góc cạnh rất là đẹp nha, còn mới chát luôn. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, giao hàng tận nơi. Chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 1 triệu. Nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Còn nếu chuyển đủ 100% thì bên em sẽ có quà tặng kèm khuyến mãi vào dịp Tết này cho mình nha. Khi chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái remote học, tức là cái khiển học mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Chẳng hạn như là mình chỉnh super bass siêu trầm nè, chỉnh tông của mỗi cái lo. Hiện tại thì 4 lo sụt rau, thì có lo thì em sẽ chỉnh 9, có lo là chỉnh 10, tùy gu, tùy nhu cầu mà mình chỉnh nha. Ví dụ như center thì em đang chỉnh ở 12 nè. Có cái remote học tặng kèm như vậy, các bác có thể chỉnh thoải mái từng tông trên mỗi cái lo để phù hợp với nhu cầu giải trí và làm cho chất lượng âm thanh hay hơn. Ngoài tặng remote học ra, bên em còn bao luôn phí ship tặng nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Nếu các bác không muốn lấy remote học, không muốn bao ship thì em sẽ khuyến mãi bằng cách gắn thêm Bluetooth phía trong âm ly để các bác có thể nghe nhạc qua chức năng Bluetooth tiện lợi, không cần kết nối dây nhựa rườm rà. Bluetooth phía trong âm ly nó sẽ bắt sóng xa hơn, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng hơn so với Bluetooth gắn phía ngoài rất là nhiều. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện phía trong âm ly cho mình. Khi mà chuyển điện phía trong âm ly như vậy á, không làm ảnh hưởng đến tính nguyên bản, nguyên zin, cũng không ảnh hưởng đến chức năng hay là chất lượng của âm ly, mà chỉ làm cho mình tiện lợi hơn. Sau khi thợ chuyển điện xong, mình chỉ việc cắm vào điện 220 là xài ok.
Vậy là em đã giới thiệu rất là chi tiết về bộ dạng 5.1 Denon M380 này cho các bác tham khảo rồi. Bây giờ mình cùng lớn volume nghe thêm một đoạn nhạc test, rồi em xin kết thúc clip. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần tư vấn hay là cần mua hàng, vui lòng liên hệ 0931 008 099 giúp em.